Đồng thời á, mình đang ở trong một cái situation, thật ra là không phải chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới luôn, là thật ra người ta vẫn đang question cái effectiveness của advertising là tới đâu. Ví dụ như là cách đây mới mấy bữa thôi là đã có một cái bài mà kiểu Unilever sau khi mà họ cut down cái tiền budget investment cho advertising, họ gom hết về in-house họ làm, thì cái lượng sale của họ vẫn không đổi, hoặc là sale growth của họ vẫn vẫn không bị ảnh hưởng gì hết. Thế thì rõ ràng là những người mà không làm ngành quảng cáo, họ nhìn vô họ sẽ hỏi là cái chuyện mà làm ra creative ID nó cần thiết tới đâu, khi mà cho dù không làm quảng cáo người ta vẫn bán được hàng. Thật ra hôm hôm qua nha, hôm qua mình đi ở ngoài đường, mình thấy một cái tấm pano nó rất là hay của một cái công ty mà out of home. Nó nói là không có quảng cáo thì sản phẩm khó đến được tay người dùng. Thì mình dừng lại, mình suy nghĩ, mình take a rest, mình suy nghĩ thử coi thật ra trước khi cái ngành quảng cáo xuất hiện thì người ta bán hàng như thế nào. Rõ ràng là trước khi ngành quảng cáo xuất hiện thì quá ít sản phẩm, không có gì để bán hết, người ta vẫn trao đổi qua lại bình thường, cho tới khi có một cái sự cạnh tranh họ xuất hiện, có một cái bạn khác xuất hiện, hay là có một cái câu chuyện này thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn, là mình coi cái phim mà gọi là gì, năm ấy trăng tròn hoa nở, thì cái có cái sự cạnh tranh giữa hai cái nhà sản xuất vải. Hai cái nhà sản xuất vải, một cái tiệm là Cổ Nguyệt với một cái tiệm của nhân vật chính, tự nhiên cái quên mất tiêu tên cái tên nhân, à Châu Doanh, Cổ Nguyệt và Châu Doanh, thì rõ ràng là cả hai cùng sản xuất vải, cùng sản xuất vải Tây Dương, thì cái nhà Cổ Nguyệt á mới quyết định là cạnh tranh bằng cách giảm giá, giảm giá, giảm giá, giảm giá. Bên kia nó ok, bạn thích chơi giảm giá đúng không, mình không chơi giảm giá với bạn, mình chơi gọi là demo. Cái ngôn ngữ hiện đại mình gọi là demo. Đây, tấm vải từ Cổ Nguyệt và đây tấm vải từ Châu Doanh, coi là cái tấm vải nào tốt hơn. Thì cái nhà Châu Doanh đặt hai tấm vải lên lên sàn, kêu mọi người lại, nói mọi người ơi, tụ tập ở đây coi nè, bây giờ á mình làm một cái chuyện động trời, từ đó đến giờ chưa bao giờ làm, đó là mình thử sức bền của vải. Tấm vải của Cổ Nguyệt và Châu Doanh là giống nhau về chất liệu, về độ dày, về tất cả mọi thứ, nhưng mà coi là sau 4 canh giờ bị con lừa nó kéo đá, nó chạy ngang qua ngang lại, thì nếu mà cái tấm vải của Châu Doanh mà lủng thì mỗi người ở đây được thưởng 10 đồng, nếu mà tấm vải của Cổ Nguyệt mà lủng thì mỗi người ở đây chỉ được thưởng 1 đồng thôi. Mọi người nhào nhào lại coi liền, thì sau 4 canh giờ chà đạp như vậy thì cái tấm vải của Cổ Nguyệt là bị lủng nhiều nhất, Châu Doanh là không bị lủng. Thì tự nhiên cái khách hàng đổ dồn qua bên Châu Doanh để mà đặt hàng, đặt đặt nhiều đến nỗi mà phải 1 năm sau mới có lại cái lượng hàng mới. Thì rõ ràng là mình thấy cái vai trò, nếu mà không có cái ý tưởng quảng cáo xuất hiện á, thì cái việc bán hàng nó trở nên rất là khó khăn, và cái duy nhất mà thúc đẩy người ta, kéo người ta đến mua hàng của mình là chỉ còn nằm ở cái giá. Mình đặt trong cái bối cảnh hiện đại khi mà tất cả các sản phẩm đều giống nhau, thì cái lợi thế cạnh tranh ở đây là gì, cái sự khác biệt ở đây sẽ là cái gì, ngoài cái chuyện là trời, dầu gội của tôi ít rụng tóc hơn, lấy trường hợp Unilever chẳng hạn, dầu gội của tôi ít dụng ít rụng tóc hơn, dầu gội của tôi giảm giảm rụng tóc hơn gấp 3 lần, lập tức Pantene nhào ra dầu gội của tôi giảm rụng tóc hơn gấp 10 lần. Rõ ràng mình thấy cạnh tranh, cái sự cạnh tranh như vậy, thì Pantene họ họ đã quyết định họ không có đi theo cái lối mòn là 10 lần, 5 lần, 80 lần, 100 lần. Trước đây thì Chu Sen là làm Pantene, làm 7 năm cho Pantene. Thì Pantene ở Gray, Pantene là một cái câu chuyện tạo nên cái sự thành công cho Gray, tại vì từ 80 năm hình thành thì Gray giúp cho Pantene từ một cái brand mà zero become hero, tức là từ một cái brand là không trở thành một cái brand tỷ đô của nhà P&G. Thì cái câu chuyện của Pantene là họ hồi xưa đến giờ cái product base của họ là Pro Vitamin B. Pro Vitamin B là một cái thứ mà giúp cho tóc chắc khỏe. Thì lập tức khi mà Pro Vitamin B ra đời thì bên kia họ có cái gọi là Dove moisturizer, có thành phần dưỡng ẩm giúp cho tóc bóng mượt, một provitamin cũng giúp cho tóc bóng mượt. Thì Pantene một hồi sau một cái thời gian dài struggling với chuyện 100 lần chải, 200 lần chải, 1000 lần chải gì đó, thì họ mới đổi cái platform, họ mới gọi Gray lại, họ nói là bây giờ mình phải làm một cái gì đó mới, một cái gì đó mới lạ hơn. Thì từ đó mới ra cái câu chuyện là
cái creative idea nó nằm ở chỗ cái chuyện là tóc không chỉ là rụng hay là bóng đẹp hay là cái gì đó, mà nó nằm ở cái nhiều hơn ở thế, thì họ mới ra cái platform là Shine. Thì khi mà cái platform Shine nó ra đời á, nó thật sự là nó gây chấn động. Tại vì mình có thể mình involve mọi người vào trong cái platform đó theo nhiều cách khác nhau. Shine ngoài cái chuyện là cái mái tóc nó bóng đẹp, thì nó còn có chuyện là Shine your inner beauty. Thì lúc đó đô họ cũng bắt đầu họ đổi, họ chuyển qua là True Beauty. Thì rõ ràng là mình sẽ thấy là cái creative nó đóng một cái vai trò chính ở trong tất cả các cái sự thành công của các cái brand. Thì nếu mà brand cho dù họ nói là họ rút về in-house, họ tăng sức bán hàng, họ tăng hậu mãi, họ này kia, thì họ vẫn cần một cái đơn vị thuần về sáng tạo, về chiến lược để mà tư vấn cho họ. Tại vì cái đó nó giúp cho cái sản phẩm có được một cái fresh point of view.